ngát nha. Sang xin chào cả nhà nha. Hôm nay hai anh em sang đi thả lưới tiếp nha cả nhà. Đậu hằng sáng tới giờ này, tới 1 giờ trưa hai anh em sang mới vừa bủa lưới xong luôn nha. Quá lâu rồi cả nhà, đông quá. Tới mấy chục chiếc xuồng, cỡ hai ba chục chiếc qua bởi vì lâu. Rồi. Sang cũng chúc tất cả anh chị em có một buổi trưa thật là vui vẻ nha. Anh chị em xem thì nếu có mến quý mến Sang thì cho Sang xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Sang cảm ơn rất nhiều. Giờ đang cho lưới nó trôi theo xuôi dòng nước nha cả nhà. Cỡ này cả nhà thả còn một ngày là được hai giác lưới nha. Còn tới Tết, qua Tết đó là thả một ngày chỉ có một dạo thôi. Anh em nào mà đi chở là thả không được luôn. Anh em sang kéo lưới rồi quay cho anh chị em xem. Kéo lưới nha cả nhà.
em. Thank you.
Yeah.
Dạ. Ngát nha.
cái đầu vậy mà nặng ra luôn đi thôi, cá nó dễ nặng. Bự nha. Anh chị em hai cái máy à, quá đã cốc cốc một tay
giờ Sang mới thả được có cốc nè, giờ đem bán nha. Đó. 2 ký mấy. Cá ngát chín luôn, chết queo luôn cả nhà. Cơ, ướp mình. Tắt của tôi đi. Đâu? Thằng đó là tao nhìn cái đâu được rồi. Hai chữ tư tao đó. 1, 2, 3, hai chữ tư tao má ơi, má đúng má căng cái gì vậy? Mẹ cá bành coi. Cá anh ta gì 2 ký 3. Căng đủ quá đi. Đã thì khỏe. Căng không nhảy khỏe chứ. Anh Giang hả? Căng này nó không có nhảy rồi ba ơi. Cái đó, cái đó. Đủ quá cái căn nó mà tám kéo là sọt sọt. Cá bạch luôn không có gì của nó, đủ quá căn cá bạch luôn là đủ một ký quẹ chứ. Cái đồng hồ đâu căn? Căn đồng hồ căn cả một cả. Cái món luôn nữa. Cái căn của bà tám là tôi hào, cái căn của tôi là chính xác luôn. Ông mua cái căn 1 ký em đem qua ra mà đây nằm để cái chuồng tám căn. Cái căn bản hả? Rồi cả nhà. Nè. Sang cũng mới bán con cốc 2 ký 4 nha. Nè. Được 480.000. Rồi. Giờ Sang cũng đi về nha cả nhà. Dính cá ngát của em chín queo luôn. Rồi giờ Sang cũng đi về. Rồi, Sang cũng kết thúc video tại đây. Anh chị em có thấy hay cho Sang xin một like, một lượt đăng ký kênh nha.